Rồi, xin kính chào anh em. Thì hôm nay thì mình sẽ lập thùng rồi để giới thiệu anh em. Cái này là mình hàng mình về thêm thôi. Chứ hàng của mình là lúc đầu là anh em mà mình sẽ giới thiệu những cái món đồ nghề cho anh em thôi. Nếu mà anh em á, anh em cứ nhắn tin Zalo cho mình muốn mua đồ gì đó, thì khi mà có hàng á mình sẽ nhắn tin là có hàng, là mình sẽ giao vào ngày thứ mấy, rồi thì khoảng 2 3 ngày gì tới. Không? Thì mình sẽ đập thùng. Lấy kéo mình sẽ gạt băng keo ra, mình đập thùng những cái món hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em. Và chắc chắn là những cái món đồ sẽ cần cho anh em sửa xe. Rồi, anh em nhớ xem nha, thì cũng những cái đồ mà cạo chém cổ vô của ba những cái dòng xe lớn như là Yamaha, Vespa, Honda, Suzuki là thứ nhất. Hai là cái bộ 2 trong 1 locker chém cổ Yamaha, Honda, Nhật, Trung Quốc, rồi Attila. Rồi. Rồi những cái bộ mà cạo chữ H bạc đạn nè, rồi cạo giật bạc đạn. Thì vòng vòng vậy thôi. Thì bây giờ là mình không có làm mất thời gian nữa, mình sẽ mở ra. Hôm nay mình sẽ giới thiệu có một cái món hàng là rất là đặc chủng. Anh yêu em biết cái tán nồi sao của thằng cái con tán mà mở con tán to mà mỏng lép chừng mấy ly á, của thằng khoảng 5 ly á, của cái lò xo trụ á, là tán của Yamaha tới 46 lận. Thì anh em biết là những cái xe mà SYM với lại Honda thường thường là cái tán đó là nó 31 của 41 với 39. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái là xài cho hai gia tê FI. Thì hai gia tê thường thì mình không biết nó xài con tán đó là bao nhiêu, nhưng mà hai gia tê FI là nó xài 39 không, cái lại Yamaha là nó xài 41 đúng không. Thì mình không làm mất thời gian, mình sẽ đập thùng ra cho anh em coi cục tiếp đó và lợi ích như thế nào, và tiền của nó cái túi tiền của anh em là nó phù hợp như thế nào khi mà mình mua cái cục tiếp đó để xài. Rồi bây giờ không làm mất thời gian anh em, mình sẽ quay ha. Rồi thì mọi nhu cầu đặt hàng á, thì hôm nay mình quay cái này tại nhà, tại vì hàng mình chút nữa mình sẽ chở về tiệm, mình sẽ qua có một cái video thực thực tế để bắn con tán nồi sao ra, con tán nồi mà giữ cái bố ba càng cái lò xo trụ của Yamaha ra. Thì anh em mà muốn mua hàng gì thì coi cái bài ghim, coi cái phần bình luận mình ghim ở dưới nha, có số điện thoại, hoặc là anh em coi mấy clip trước thì có số điện thoại của mình ở trên bảng đàng hoàng ở tiệm đàng hoàng. Rồi không làm mất thời gian của anh em, mình sẽ quay cho anh em coi những món đồ cho anh em, để mà anh em có thể là đặt đặt thì mình sẽ gửi Viettel 2 3 ngày có nha. Anh em gửi địa chỉ rồi số tên đường rồi số nhà rồi phường xã thành phố và đầy đủ tên anh em ghi rõ họ tên đó, phường xã ghi rõ có dấu đàng hoàng, là số điện thoại nữa, là với lại là anh em nhắn tin là mua cái gì thì mình mới biết mình gửi anh em. Rồi thì anh em mình có thể là gửi cái bảng giá với hình ảnh cho anh em tham khảo ha. Rồi đây là có một cái con bu lông răng suốt để cạo chén cổ, tán của nó là tán dài cạnh tiện rất là đẹp CNC. Thì cái bộ cạo này là hầu như là đầy đủ các xe trên thị trường rồi, cạo chén cổ vô cái ống sườn ở chỗ trên cái chản ba đó. Thì anh em làm như vậy á thì nó có cái lợi điểm là những cái xe như Leader nè, Attila, những cái xe tay ga đó, anh em đóng cái chén cổ dưới vô á là cái xe như là Attila là Leader á, thì chén cổ dưới nó rất là khó đóng nha anh em. Rồi anh em phải kiếm một cái gì đó cho bằng cái chén đó mà nó vô cái ống lồng cổ, rồi anh em đóng vô mà anh em khum xuống á, anh không không có dàn nâng, anh em có dàn nâng cũng vậy nữa. Chứ xe thường thường nó chạy là dè đất rồi nó bám ở trên dè, anh em ngửa cái mặt lên để anh em đóng á, để nhìn anh em đóng á, thì đất cát nó sẽ vô mắt anh em. Có khi anh em phải đi gấp gấp lên bệnh viện để gấp gấp những cái ba vớ, những cái mạt đất hay là sa sắt ở trong mắt ra ha. Thì anh em dùng cái bộ này thì anh em cạo được hai cái chén cổ vô luôn, anh em xiết cái là hai cái chén chén trên chén dưới nó vô luôn. Rồi ha, để mình lấy ra cho anh em coi ha. Rồi đây là mình ở dưới tiệm mình là còn mấy cây nữa, thì ở đây mình về thêm là 3 cây nữa ha. Rồi anh em nào nhanh tay nha, để còn nha. Thì bộ này á là con tán này 32 nè, tán trên tán dưới nè. Thì là đây là chén cổ của Lead nè, Leader Honda nè. Để mình lấy
nè, đội này Honda Novo 4 nè anh em. Nè. Rồi. Rồi tất cả các chén cổ nha. Thì anh em là bộ này là anh em hoàn toàn là dường như là đầy đủ hết rồi. Thì cái chén trên thì anh em đặt ở trên. Nó tiện rất là ngay nha, tiện CNC rồi xi rất là chui, rất là cứng. Cái này bảo hành cho anh em 2 năm luôn. Thì anh em chỉ việc đặt cái ống cổ thì vô cái cây này nó làm là hơn hai dài hơn 2 gang tay bù lon suốt luôn, cho nên anh em hoàn toàn có thể tự tin là không có khung cái sườn mà cái chẳng ba nào mà nó dài tới mức gì hết anh em. Rồi giới hạn chán trên chán dưới không bao giờ nó dài vậy, thì anh em có thể là anh em để chán trên chán dưới vô, bắt đầu anh em siết là nó sẽ rút vô, anh em khỏi cần mà hả quay hả ngược cái đầu lên mà đó, anh em quay ngược là đầu lên anh em đục rồi bù quy đồ ở trên cái dàn nhựa xe về xe rồi nó sẽ văng vô mắt anh em. Rồi cái bộ này là mình bán là 550 nha anh em. Rồi bộ này 550, rồi nói về răng đầu là tiện là anh em khỏi chơi đi nha anh em. Rồi rất là ngon luôn nha anh em, đó răng là mình lấy nét lại được anh đó nha. Rồi đây là món này là mình bán rất là chạy nè anh em. Rồi có gì là anh em cứ gửi địa chỉ đàng hoàng thì mình sẽ ship thôi đó đâu. Rồi tiếp theo là mình sẽ đập thùng ra những món đồ nữa để cho anh em có một sự lựa chọn. Nói chung mình làm nghề á mà đồ nghề của mình á mà mình làm nghề ha anh em ha, mà cái đồ nghề của mình ok á thì hả khách vô mình làm rớt rẻn, mình vừa lấy tiền là ngọt ngào mà nó vừa hả mang một cái tính chuyên nghiệp à, thấy không anh em, là vừa lòng khách nữa, mình làm nhanh chóng lắm anh em, có bộ này là anh em làm hơi bị ngon đó nha. Rồi tiếp theo mình sẽ khui thùng để giới thiệu cho anh em là những cái món đồ trong đây nữa. Thì đồ này thì của trọng hoàng đi lấy chứ không phải mình lấy à, gửi qua nhà xe mình đi lấy thôi à, cái này là đồ của công ty, đồ của xí nghiệp xưởng CNC, cho nên là đồ là mình đã là chui cái này, ta làm người ta chui đồ rất là ngon lành nha, cho nên là chất lượng lắm. Bây giờ anh em xem nha, thì hàng đã về thêm mấy cái cạo chữ H nè, cạo chữ H này là cạo bạc đạn, là nó có những đầu nở bạc đạn đó anh em biết rồi. Thì cạo chữ H này là mình bán là 250 nha anh em, hôm bữa mình báo lộn giá rồi. Bộ này là 250 nè, cái thanh này là chỉnh ra vô để cho vừa với lại khi mà mình lôi bạc đạn kéo lên nè. Thì mình đã có video để mà cạo chữ H này, mình cạo cái bạc đạn 6001 á, thì anh em nào mà chưa coi á thì anh em coi lại cái phần tiêu đề là sửa xe Hồng Quang ha, quy trình cạo chữ H, cạo bạc đạn chữ H á, thì nó sẽ ra cạo chữ H. Rồi rồi chụp đầu dên này là mình về rất là nhiều nè. Thì cái này là cái chụp vô cái đầu mà bên mà cái răng của thằng mấy thằng xe máy thôi, bên qua lăng á, thì anh em cạo qua lăng ra, anh em cạo qua lăng ra thì những cái xe rim quay á thì nó cũng có thể là nó cái cây ti nó đội vô á thì nó có thể là làm hư cái đầu dên, nó làm hư cái răng dên cây ti nè, cây ti giữa đây nè, cây ti giữa và đạn nè, thì cái ti giữa để cạo qua lăng ra là nó hư bạc đạn dên, thì ủa nó hư cái đầu răng dên. Thì ở đây là đủ các size của các xe ở trên thị trường rồi, 12 ly nè, rồi 14 ly đầy đủ nè. Thì nhất là anh em quan trọng nè, anh em quan trọng là nhất là cái thằng mà ẹt xe tơ 135 á, với lại những cái dòng xe da đó là cạo của nó là anh em biết rồi, có cạo nó có ba chân để bắt vô cái hoa lăng á, thì ha, cái cạo đó nó rất là cứng, khi mà nó bị hết nhớt mà anh em bị quá gì rồi nó sẽ hết cái con rất là cứng. Thì anh em mà cạo cái cây ti vô thẳng vô cái đầu mà bên con tán hoa lăng á thì nó sẽ bị tà, cái con tán đó là anh em nhiều khi nó bị tà là nó không làm răng lại được luôn, hay là làm răng anh em phải ví dụ 12 ly anh em phải quay lại 10 ly hoặc 8 ly, tại vì nó bị hư rồi mình phải đi cái răng khác, mình vớt cho nó nhỏ lại mình đi răng khác. Thì ở đây là những cái chụp đầu dên để bảo vệ cái đầu dên bên đó nè. Rồi rồi cái này thì mình bán 100 trăm mấy rồi đó à, là bốn cái cục này là sử dụng cho rim quay rồi si rút đầy đủ các loại xe filter neo rồi ẹt 135. Rồi rồi hai cái này thì mình cũng có giới thiệu nhiều rồi, bữa nào có xe thực tế thì mình sẽ làm luôn. Rồi cạo chữ H, rồi bây giờ là chụp đầu dơ rất là nhiều rồi, anh em có gì gọi cho mình nha. Rồi rồi mình gửi bốn cái chụp đầu dơ này rồi.
Vậy đây là cái món hàng mà hot, mình nghĩ là hot nha anh em. Mình nghĩ là hot luôn á. Tại sao? Đây là cục tiếp ha, cục tiếp bắn này. Cái này là cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu với anh em, mình chắc chắn là anh em sẽ cần đó. Rồi, tại sao anh em cần ha? Đây nè, đây là cục tiếp 46. Cục tiếp 46 thì cái bề chút nữa mình xuống tiệm mình sẽ có video thực tế cho anh em nha. Là cục tiếp 46 với lại 34 ha. Là hai đầu. Rất là ngắn thôi, cái này là mình bắn con tán mỏng nồi sau của Yamaha mà để mở cái lò xo trụ lên nè. Rồi. Anh em thấy chưa? Đó. Thì anh em nào mà quan tâm á, mình sẽ để cái giá ở dưới cái bài ghi ở dưới. Thì cái này là khoảng là 300 350 đổ lại à. Thì khoảng 300 hay gì á, thì có gì mình sẽ cái video sau mình sẽ thực hành là mình sẽ báo giá trực tiếp với anh em luôn. Thì hàng này mới về. Thì tiếp 46 này anh em sẽ bắn được thằng dòng Yamaha nè, bắn con tán mỏng Yamaha nè. Còn ở trên đây á là 34 à, 34 nè. Thì anh em sẽ bắn được cái con tán mỏng của thằng lò xo trụ để mở bố bảo càng cái lò xo trụ của thằng Ha Gia T FI dòng Sun. Rồi, với một cục tiếp thôi anh em là đưa cái đầu súng mà súng thường thường anh em bắn cái ốc nồi xe tay ga là sẽ bắn bánh sau nè. Đó súng nè. Đó thì anh em 3/4 đó. Thì anh em hoàn toàn anh em có thể bắn được hai đầu anh em khỏi cục chuyển. Nếu mà cái cục tiếp á, mình nói thêm nữa nè. Nếu mà cái cục tiếp 46 này anh em mua trên thị trường, thấy không? Anh em mua trên thị trường á, thì cái đầu này là vô súng của mà anh em không có vừa đâu. Anh em phải mua thêm cục chuyển nữa. Nếu mà anh em mua cục tiếp 46 á, nó nặng chắc gấp 3 cục này nha. Đó, nó nặng gấp 3 cục này. Mà cục tiếp 46 đó mình bảo đảm anh em là anh em mua phải trên 100.000. Rồi anh em mua cái cục chuyển này nữa thì khoảng là mình nghĩ cái cục chuyển này nữa cũng là khoảng 40-50 ngàn nữa mới là 150 thôi. Trong khi chỉ giới là khoảng 300 ngàn thôi anh em có hai đầu tiếp luôn mà khỏi cần mua cục chuyển. Không anh em? Rất là ok ha. Thì mình sẽ báo giá chính xác thì cho anh em cái cục tiếp này. 34 là của Hai Gia Tê, anh em nhớ nha, của Su. Đó, 46 là của Yamaha. Rồi mình sẽ có một cái video mình sẽ báo giá đúng luôn. Tại vì là cái này là anh Trọng Hoàng nhận hàng chứ không phải mình. Rồi ha. Cái này mình về là cũng rất là nhiều nha anh em. Anh em nào mà quan tâm tới cái cục tiếp này nè thì mà liên hệ mình ha. Rất là nhỏ gọn để mình đo cái bề dài của nó nè, bề ngắn của nó, bề cao của nó luôn. Là bắn được hai đầu ha, Hai Gia Tê nè. Thằng Hai Gia Tê này ít anh em biết nè. Là mình đã làm rồi là tiếp nó tiếp 34 nè. Còn Yamaha là 46 nè. Rồi, ha, mình bỏ bịch rồi mình sẽ giới thiệu những cái món khác mình mới về. Rất là nhiều cục 34, 46 nha. Nếu mà anh em nào mà có quan tâm á, là của Hai Gia Tê với lại tán mỏng Hai Gia Tê nồi sau á, lò xo trụ với lại thằng thằng Yamaha. Nếu mà anh em mua cái cục tiếp to mà 41 mà ngoài thị trường nó rất là mắc nha. Mà phải thêm cục chuyển nữa thì anh em nhanh tay là nhắn tin Zalo với mình, gọi điện thoại cho mình để gửi địa chỉ đó mình gửi nha, gửi hàng. Rồi giá cả thì mình thương lượng, mình đúng giá chứ mình không bán người này mắc người kia rẻ đâu anh em nha. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái bộ nở để cảo giật bạc đạn. Nhưng mà cái này là không phải bạc đạn còn y nguyên, mà cái bạc đạn này nó đã bị xúc bi ra rồi, dở dành bi, nó văng bi ra ngoài rồi nha. Rồi anh em xem nha. Thì trong bộ này nó có những cái số sau đây. Là 6201 ha. Rồi 6300. Rồi 6301 ha, 6300, 6301. Đó. Thì khi mà thì cái này là chắc là xài cho bạc đạn đùm nhiều. Thì khi anh em đóng đùm đâu hay là và đóng cái bạc đạn đùm á, thường thường là nó bị nước vô rồi nó ra đấy. Thì nó bể cái bạc đạn ra thì cái thằng này nè, nó còn cái lưng bạc đạn ở trong á, nó cái lưng đó thì nó chịu đạn vô cái dành trong với dành ngoài bạc là của cái dòng bi á, của cái bi á.
Thì cái lưng đó là nó có cái gờ con đó, thì anh em là dùng cái cục nở này nè, đúng cái size thì anh em dùng cục nở này nở ra rồi anh em gắn cái cây vực vô, anh em vực lên không, đây là cái cây vực của nó nè, anh em siết này vô rồi gắn cái cây vực là nó xài chung với bộ cảo vực mà mình hay bán cho anh em nha, là cảo chữ H á, anh em có thể dùng cái cảo chữ H này để dặn lên ha, răng đồ y chang nha. Rồi anh em dặn vô này, anh em dặn lên thôi, xài chung với cảo vực. Thì giá cho bộ cảo này á, thì mình sẽ báo với anh em sau, thì nó có mấy size là 6300, 6301, 6201. Rồi bị súc dành bi là mình cảo dành ngoài ra đó anh em. Rồi anh em nào mà quan tâm thì có thể là để lại bình luận hay là nhắn tin với mình nha. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho anh em là bộ cảo, là cái cảo này hai đầu, một đầu của quay để Honda là Honda Nhật á anh em, một đầu của là quay Trung Quốc, có nghĩa là quay Nhật với quay Trung Quốc. Thì cái cảo này á, nó có lợi điểm là anh em thấy như vậy á, chứ hàng quay Nhật á là cái răng nó cũng răng nhuyễn, là răng giống nhau nhưng mà nó hơi nhỏ hơn thằng Trung Quốc nha. Đó bởi vậy người ta mới làm ra hai đầu nè. Đó anh em nào mà rành về cái phần cảo qua lăng em biết. Thì cái cảo này thì có thêm, có kèm theo một cái chụp đầu dên, là của cái chụp đầu dên của Honda thôi, một cái chụp đầu dên một thôi. Thì bộ cảo này là mình cũng có bán nhiều rồi, thì anh em nào quan tâm thì nhắn tin cho mình. Thì sản phẩm này là được bảo hành 2 năm hết nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó cho anh em lựa chọn ha. Còn cái phần này là rất là ok, cây ti này rất là ok, mình đã có nhiều cái video cảo cho anh em coi rồi. Thì mình xài ok, anh em cứ mua hàng đi, nếu mà anh em mua một hai món gì anh em thấy được thì anh em mua nữa không sao cả. Nha. Đó. Hàng này là anh em xài là đem ra một cái là anh em thấy vừa ý liền, đặt lên mát tay liền rất là đã luôn anh em, vậy rất là ngon nha. Rồi đây là cảo hoa lăng của Honda Nhật và Honda quay Nhật và quay Trung Quốc nha. Rồi rồi đây là cảo hoa lăng của Neo với AB. Thì anh em biết AB là nó răng ngược, răng trong mà răng ngược, thì cái này là tiện CNC đồ mình bảo hành 2 năm luôn. Cây ti này là nó không có bị trờn như mấy những cái cảo trên bán trên thị trường đâu, chui không có tới, AC không có tới. Đó cảo này là mình bao anh em luôn. Đó mình đã làm thay thằng lằn tăng cam cho xe Future 125 mới biết bao nhiêu mình cảo rồi, anh em thấy rồi đó. Rồi khi mà mua cái cảo này anh em được tặng hai cái chụp đầu dên. Hai cái chụp đầu dên nha. Thì bộ cảo này là 250 nè. Cảo neo là 250. Rồi cảo của quay Nhật với quay Trung Quốc này là cũng 250 luôn. Đó, đồng giá nha. Thì hàng cảo quay Nhật với quay Trung Quốc thì 250 mà một cái chụp đầu dên, còn này hai chụp. Nha anh em ha. Thì cái đó là được tặng thêm hai chụp đầu dên đó. Thấy không? Rồi. Rồi để cho anh em biết ha. Bộ khẩu lồng của anh em xài Honda Nhật nhưng mà không thiếu được cái mà cái lồng cổ mà của hàng thằng Honda Trung Quốc. Thì mình đã về cái loại 6 cạnh, 32 6 cạnh này của Honda Trung Quốc. Thì anh em nào mà mua một bộ đó, là anh em muốn mua thêm cái khẩu lồng của Honda Trung Quốc thì khoảng 150 nữa một cục này nữa. Còn anh em muốn mua của Nhật không thì mình bán của Nhật không ha. Thì có thể là liên hệ Zalo với số mà trên bảng đó là số Mobi á, thì thằng em mình sẽ báo giá cho. Đây nè, của Trung Quốc nè anh em nha. Rồi khẩu lồng đầy đủ đó. Rồi đó là những món đồ mình sẽ bán. Đây là bộ này là của Nhật nè, của Nhật thì nó 8 cạnh nè anh em. Đó thôi mình không tiện lấy ra ha, tại vì như vậy là anh em cũng biết rồi. Thì đó là một số món đồ mình sẽ bán trong sẽ bán. Thì anh em nào mà quan tâm thì anh em có thể comment hay là nhắn tin Zalo với lại hai cái số mà mình sẽ để ở bài ghim ở dưới, rồi anh em liên hệ để mình sẽ gửi cho anh em. Rồi vậy ha, em ghé tiệm mà nhớ ghé quán dì Bảy Xà Lan ủng hộ nước cho dì Bảy Xà Lan nha. Rồi rồi đã tới tiệm rồi. Rồi mua hàng thì anh em liên hệ hai số này cho mình nha, Zalo á, nếu mà anh em muốn liên hệ mà để biết giá thì liên hệ số Mobi này nha. Zalo số Mobi này thì thằng em mình nó sẽ báo giá cho anh em đủ nhất nha. Rồi mặt tiền đường Lê Văn Lương luôn nha mấy anh em ơi. Rồi rồi đường Lê Văn Lương nè, mới mưa xong.